chào các bé. Hôm nay, bé cùng cô tìm hiểu về các phương tiện giao thông đường thủy nhé. Đây là loại phương tiện dùng để di chuyển trên mặt nước như kênh rạch, sông ngòi và biển. Du thuyền. Du thuyền. Du thuyền là thuyền hoặc tàu cỡ nhỏ, dùng cho mục đích giải trí hoặc thể thao. Tàu du lịch. Tàu du lịch. Tàu du lịch hay tàu du hành là một loại tàu sang trọng được sử dụng để phục vụ các hành khách trong chuyến du ngoạn đường dài trên biển. Tàu chở hàng. Tàu chở hàng. Tàu chở hàng hoặc tàu vận tải hàng hóa là một tàu buôn chuyên chở hàng hóa và vật liệu từ cảng này sang cảng khác đó nha. Thuyền buồm. Thuyền buồm. Bé biết không, thuyền buồm là một loại thuyền chạy bằng sức gió, nhờ vào một bộ phận gọi là buồm, được gắn trên một cột trụ gọi là cột buồm. Qua các phương tiện tiếp theo, mình cùng ôn lại nhé. Du thuyền. Tàu du lịch. Tàu chở hàng. Thuyền buồm. Chiếc phà. Chiếc phà. Phà là một chiếc tàu thủy hoạt động trên sông hoặc ven biển, chuyên chở hành khách cùng phương tiện của họ trên những tuyến đường và lịch trình cố định. Có phà chỉ chuyên chở người, nhưng cũng có loại phà được thiết kế để chở tàu lửa hay xe hơi đó nha. Nghe thú vị quá phải không các bé? Tàu đánh cá. Tàu đánh cá. Tàu đánh cá là phương tiện đường thủy có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, là tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Xuồng chèo. Xuồng chèo. Xuồng chèo là một loại thuyền nhỏ và hẹp, thường được chèo bằng sức người.
Vỏ lãi. Vỏ lãi. Vỏ lãi còn gọi là vỏ tắc tráng hay vỏ vọc. Vỏ lãi là chiếc xuồng dài, mình ốm và có gắn mấy đuôi tôm phía sau. Bé cùng cô ôm lại nhé. Chiếc phà. Tàu đánh cá. Xuồng chèo. Vỏ lãi. Cano. Cano. Cano là thuyền máy cỡ nhỏ, mạn cao, có buồng máy, buồng lái, dùng chạy trên quãng đường ngắn. Thuyền thúng. Thuyền thúng. Thuyền thúng là một loại phương tiện giao thông thủy, có cấu tạo đơn giản, di chuyển bằng sức người với mái chèo. Đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh nhé. Bye bye.